Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn sử dụng nồi cơm nội địa Nhật cao tần Tiger GKX V102, nồi 1 lít nấu cho từ 5 đến 6 người lớn ăn thoải mái, nồi nấu được 1 kg gạo. Đây là nồi song gốm đặc biệt của nội địa Nhật. Thông thường là các cái nồi từ là phải bằng gang hoặc là bằng inox chất dính từ, nhưng đây là nồi song gốm hoàn toàn bằng gốm, vẫn nấu được bằng nồi từ. Nồi này được chúng tôi kiểm tra, vệ sinh và Việt hóa toàn bộ các chữ tiếng Nhật trên này để các bạn dễ dàng sử dụng. Thì nồi Tiger GKX V102 đã được shop hàng nhật.com, hàng nội địa nhật.com.vn kiểm tra vệ sinh Việt hóa. Thì các bạn nhìn lên trên này, đó, các chế độ nấu chúng tôi cũng đã Việt hóa tất ở đây để các bạn dễ dàng sử dụng. Eco này, cơm thường, ở chế độ cơm thường ta có thể chọn chế độ cơm cháy ở đây. Đó. Chọn chế độ lửa đó, nấu nhanh, tổng hợp đậu đỏ, gạo kê, obi, lúa mạch, gạo nứt lành mầm, gaba, nấu cháo, nấu ăn, vệ sinh đó. Sau khi chọn được các chế độ nấu ở trên này xong thì chúng ta nhấn nút bắt đầu nấu ở đây. Đây là nút dừng nấu. Còn đây là nút hẹn giờ. Hẹn giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang chế độ này. Hẹn giờ. Thì đây là giờ cơm chín thì các bạn điều chỉnh giờ ở đây. Thì tôi ví dụ như 6 giờ sáng đi. 6 giờ 40 đó. Sau khi hẹn đây xong người ta nhấn bắt đầu nấu. Đó. Thì đến khoảng độ tầm 6 giờ kém 10 thì là cơm sẽ nấu, và đến 6 giờ 40 cơm sẽ chín. Đó. Còn đây nút hâm nóng. Hâm nóng thì các bạn nên lưu ý, ở đây nó có rất nhiều các chế độ này. Ví dụ đây chế độ hâm nóng 6 tiếng này, không hâm nóng này, hâm nóng liên tục này, hâm nóng 3 tiếng này, hâm nóng 6 tiếng, không hâm nóng, hâm nóng liên tục. Đó, còn đây là giọng nói. Giọng nói, hướng dẫn giọng nói. Thì chúng tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng nồi cơm nội địa Nhật cao tần GKX V102. Bạn nào có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn.